Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Kính chào ông bà và anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 3 sau Chủ nhật thứ 19 thường niên, ngày mùng 10 tháng 8, Giáo hội cử hành lễ kính Thánh Lorenzo, Phó tế tử đạo. Vào thời kỳ đầu của Hội Thánh tại Roma bị bách hại, các Kitô hữu bị bách hại, giáo hội bị bách hại khoảng 300 năm. Biết bao nhiêu Kitô hữu đã hy sinh mạng sống vì đức tin. Trong đó có Thánh Lorenzo, ngài là phó tế, ngài chịu tử đạo vì là Kitô hữu. Ngài là quản lý của Hội Thánh Roma thời đó. Vua Chúa muốn hủy diệt Hội Thánh và biết Ngài là người quản lý thì muốn Ngài trao tất cả những gì là tài sản của Hội Thánh. Nhưng khi biết mình sẽ bị bắt thì Thánh Lorenzo, Ngài phân phát tất cả tài sản của Hội Thánh cho người nghèo, và Ngài dẫn những người nghèo tới trước vua quan và nói: đây là tài sản của Hội Thánh, đây là tài sản của giáo hội. Ngài đã chịu tử đạo. Trong bài tin mừng ngày mùng 10 tháng 8, Kính Thánh Lorenzo, phó tế tử đạo, giáo hội cho chúng ta lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan ở chương 12. Lời của Chúa Giêsu vang lên: thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha thầy sẽ quý trọng người ấy. Thánh Lorenzo là lúa gieo vào lòng đất, trổ sinh hoa trái cho Hội Thánh, trổ sinh hoa trái cho chính đời sống, sự sống đời đời của mình. Khi Ngài đạt được sự sống ấy qua việc giữ vững lòng tin vào Chúa, hy sinh mạng sống mình vì đức tin. Ngài thà mất mạng sống mình ở đời này để được sự sống đời sau. Ngài phục vụ Thiên Chúa để chính Thiên Chúa sẽ quý trọng và ban sự sống đời đời cho Ngài. Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Thánh Lorenzo. Chúng ta xin Ngài cho mỗi người chúng ta quý mạng sống ở đời này. Quý mạng sống ở đời này, nhưng mà đừng quý quá vì mạng sống ở đời này mà mất sự sống đời sau. Chúng ta có thể thiệt thòi trước mặt người đời, và sự sống ở đời này của chúng ta có bị giảm đi theo cách thức nào đó. Xin cho chúng ta vững lòng trông cậy và vui mừng, vì chắc chắn sẽ được sự sống đời sau Chúa thưởng ban. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Cha Lorenzo, Chu Văn Minh của Tổng giáo phận Hà Nội. Cầu nguyện cho quý ông, quý anh có bổn mạng là Lorenzo, vững tin vào Chúa, cột trụ đức tin trong đời sống gia đình của mình, để giữ vững lòng tin trong đời sống cụ thể, hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống chúng ta. Xin Thánh Lorenzo cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta
cho từng người trong ơn gọi của mình. Amen.